Trong ba bà nha, một người sẽ đứng ra làm cho hai người còn lại. Ai mà nhịn được cười là người đấy sẽ được 50.000, ai mà không nhịn được cười là được ăn là sẽ được tô son. Wow. Nha. Nhất trí chơi không? Bà nha, bà phải nhìn vào cái người làm những cái điệu làm cho người là nha. Cái người đứng ra làm quản trò ấy nha. Là phải nhìn vào chứ không nhìn đến chỗ khác đâu nha. Đấy. Nhất trí không? Nhất trí. Nhất trí, đưa tay vào đây. Hay quá. Bây giờ ai xung phong làm trước nào? Rồi, xin mời bà Tiệp. Bà Tiệp đứng ra đây. Đó, phải nhìn bà Tiệp nhá. Bà dịch vào đây. Bây giờ bà Tiệp làm kiểu gì, làm cách nào để cho hai bà ấy cười. Nào, phải nhìn vào bà Tiệp. Bắt đầu nhá. Bà dịch đâu mà cả. Nào, bà giờ cũng cười rồi. Đấy, rồi, được rồi. Đấy, rồi. Bà sướng. Bà sướng với bà Sánh là đấy. Ý tưởng nha. Ý tưởng. Đấy. Bà đấy, bà sướng đây. Đó, đấy. Bây giờ đến lượt ai nào? Nào. Đây, dịch vào đây, ngồi dịch vào đây. Bà Sánh dịch vào đây. Đấy. Nào, làm cho hai bà ấy trong 10 giây là làm kiểu gì, làm tất cả các trò để mà cho đối phương cười nha. Cười được thì thôi, trong 10 giây nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Năm, sáu, bảy, tám, chín, 10. Hết giờ, hết bà rồi. Đó, nhịn được cười đúng không? 50.000. À đuôi. Đấy, trời chưa thật đấy. Rồi, bây giờ đến lượt bà Sướng. Bà Sướng nào. Bà Sướng nhá. Cho tiền vào túi đi. Vứt túi đi. Không có túi à? Có mà. Nào, bây giờ nào, bà Sướng dịch vào đây. Đây, đây, dịch vào đây. Làm kiểu gì trong 10 giây là phải cho hai bà cười nhá. Nào, 2, 3, bắt đầu. Các bạn cố gắng cười nha. Làm đi. Trong 10 giây. Bà sẽ cười. Hai bà đều cười. Đây, Cô đã thích tôi. Nhớ cười nhá. 10 giây, bắt đầu. Rồi bà Sánh cười, rồi bà Sánh cười là được rồi. À đôi. Thật đắm chưa đã. Tiếp tục. Quên mất. Đây, bà Sướng được 50.000 nữa này. Đấy, bà Sướng có cười rồi. Bà tiếp tục đến, bây giờ tiếp tục đến bà Sánh. Bà Sánh nhanh. Đấy, bà Tiếp vào đây. Đấy, bà Sướng lại lùi về đây, đúng rồi. Đi vào đây. 10 giây cho bà, bắt đầu. Cười ơi. Bà cười đấy. Đấy. Rồi, đây
bây giờ rồi. Thế là bà sướng cũng mình cười rồi đúng không? Cũng mình cười rồi, rồi. Đúng trong rồi. Trong cái nhà không kia tiếng rồi. Cũng được mà. Rồi, bây giờ tiếp tục đến bà sướng nào. Cố lên nhanh lên đứng ở dưới đấy. Đấy. Bác bài đây. Tiếp tục nha nhà. Cố gắng nha. Tiếp tục nha. Có giấy bớt giấy. Không, đây. Ít thôi. Đâu phải nó, không, có đâu phải nó. Đâu phải nó, đấy, nó phải nó. Không ra được đấy. Em bà kia không cười đâu, bà kia từ ra mình này. Đó, bà kia cũng cười mà. Đâu có cười đâu. Cười một miếng mà. Một miếng à? Không cười một miếng đâu. Không cười. Không cái giọng mà. Rồi, tiếp tục. Bây giờ đến lượt bà Tiệp đúng không? Lại đến bà Tiệp. Đây, bà Sướng nha đây. Bà Sướng nha đây. Nhanh đây bà Sướng nha. Tiếp tục này. Tiếp tục nha. Xem nha. 10 giây. Rồi, 10 giây cho bà Tiệp. Bắt đầu. Thế bà sướng, bà sướng đây, bà sướng được 50.000 nữa này đó đó. Nó không quá cho nó. Bây giờ tiếp tục đến bà sánh làm cho mọi người cười nào. Bà sánh cố lên. Bà sánh nào. Bà sánh cố lên. Từ 10 giây chưa được. 10 giây cho bà cháu được chưa được ra thời gian này. 10 giây cho bà. Bắt đầu. Năm, 6 7 8 9 10. Rồi. Đó, bà sảnh đã làm không cho hai bà cười nhá. Rồi, xin mời bà sảnh về chỗ. Đấy, bây giờ là đây, bà Tiệp không cười được 50.000, bà Sướng không cười được 50.000, lấy tờ kia đổi. Đó. Đấy, bà Sướng không cho 1.000 à? Từ bình tĩnh tí nó cho. Không được như nào à? Bây giờ đến lượt ai nhỉ? Bây giờ đến lượt bà Tiệp, đúng không? Bà Tiệp. Nào. À bà Sướng chứ đúng không? Bà Sướng ăn. Bà sướng, đúng rồi. Nhanh nào. À, 1. Các bà ơi. Không cần đâu, các bà đâu. Không cần. 10 giây cho bà. Bắt đầu. Các bà nhé, cố gắng nha. Hôm nọ mình đấy. 10 giây. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hết rồi. Hết rồi. Thế bà sướng không làm cho họ cười là bà sướng là phải bị đúng không? Quên mất, nãy quên mất cả bà sảnh nữa nhá. Bà sảnh một cái nữa, nãy không cho làm cho mà họ cười. Nào. Quá rồi, con đây là cho chưa, nãy cho con bằng. Chưa được mà. Cho con bằng đó. Đấy. Đây bà sướng đây. Đấy. Đứng im cho tuyệt mà. Từ, khoa có chỗ để bố. Anh thôi, thiếu với da hết anh. Mà sẽ không cười đâu.
Đây. Nhưng mà cái trò chơi của mấy bà cháu của mình hôm nay là thầy giáo là cũng hết tiền rồi, hết tiền mặt rồi. Thế à? Bây giờ là chơi đến đây thôi. Nhiều ấy mà. Nhá, chơi đến đây rồi. Thì nào. Được nhiều thế. Nào. Nhá. Hôm nay bốn bà cháu mình chơi đến đây thôi nhá. Vâng. Đấy, tạm biệt khán giả nào. Vâng. Rồi, chào khán giả nha. Tạm biệt khán giả nha. Bye bye. Chào nha. Chị đã cho tôi đăng hết rồi còn đen đâu mà đen, chỉ có đen đen mà. Đây này. Trời ơi, quá.